Cảm ơn quý vị đã chọn xem Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam trên kênh VTV3 buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ là giây phút tỏa sáng dành cho thí sinh Hà Nhi. Hà Nhi ơi, cố lên nha. Tự tin tỏa sáng cần gì phải giấu. Đúng không nào? Mình là Trần Thị Hà Nhi, mình 21 tuổi, mình đang học và sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quê của mình là ở Nghệ An. Đến với cuộc thi thì cũng rất là muốn được là một cái niềm tự hào của quê hương. Để đến được về top 10 không phải là một điều dễ dàng. Và Hà Nhi rất là trân trọng điều đó. Cũng có một chút nào đó rất là hào hứng để có thể bước lên sân khấu và thể hiện hết mình với âm nhạc. Được, cảm ơn Hà Nhi. Okay. Và bây giờ qua phần trình diễn vừa rồi của Hà Nhi thì Duy Hải xin mời anh Thanh Bùi sẽ có đôi lời nhận xét ạ. Ngày hôm nay em, anh đánh giá rất cao cái phần trình diễn của em, bởi vì em đang kể một câu chuyện cho anh nghe. Và anh nghĩ là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Em cho anh thấy được cái màu sắc tiếng hát của em. Anh thấy được cái trạng thái của em khi em hát cái bài này. Nó gì, nó rất là đau khổ cho anh. Và vì cái điều đó đó, nó lại lấn át hết trơn những cái note four của em rồi. Một vài cái sổ, một vài cái chỗ mà không ổn định bữa tối nay. Bởi vì em thật sự hát với cả trái tim của em. Well done. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi.